Mân ơi, gì đấy? Ôi, tao ở công viên mà. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Bóc bóc, ui ui, trứng à? Trứng. Ui bóc ra xem nào. Bóc, tập á. Ui. 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 Ui, có kẹo này. Có kẹo. Ui, có cái, ui cây này. Ui, nhiều khủng long thế này. Ui, wow, con đếm xem nào. Có mấy quả trứng ấy. Ui, quả trứng này nhiều thế. Nhiều khủng long thế. Này, 2, 4, 6, 7 con khủng long. Wow. Ui. Ui. Con gì đấy? Ui. Con gì đấy nhỉ? Con này bán ơi, con gì đấy? Con dê à? Con này con dê à? Con dê màu đỏ này. Sừng màu vàng. Nè con cầm. Cầm cầm cầm. Ui. Con gì đấy? Con này. Con rồng. Ồ, đúng rồi. Đâu? Ui, con chó. Ui, công viên này có. Công viên đẹp thế. Ui, cái gì đấy? Con gì đấy nhỉ? Con gì? Ồ, con khỉ à? Ôi, siêu nhân ơi. Siêu nhân. Ôi, ốc sên này. Ốc sên chết rồi. Ôi, ốc sên chết rồi. Đi, 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 đi thôi. Ui, đi. Mình đi săn có các con vật mà. Đi. Hả? Đi rồi. Ui. Ui. Đi ô tô. Ui. Trong công viên ô tô được chạy à? Này, bác ơi. Ui. Xe trộn bê tông này. Wow, xe trộn bê tông này. Ui, mình thu được nhiều chiến lợi phẩm thế. Wow. Ui. Wow. Nốc xe ở tận trong kia. Ôi đi, đi đi, bắt ơi đi. Đi thôi. Đi đi đi, chủ nhân ơi, chủ nhân đi. Đi. Đi nào. Wow. Ui. Kia có cái gì kia bón. Kia. Này. Kia. Ui, đây này. Xe gì đấy nhỉ? Ui, ô tô. Ô tô gì đây? Ô tô này ô tô gì nhỉ? Ô tô chở rác à? Ôi. Xe chở rác này. Ôi. Ôi được nhiều thế. Đi, đi thôi. Đi thôi. Ôi. Cái gì đấy? Hả? Bọn ơi. Lấy luôn. Ê, lấy xe, lấy xe. Ôi. Xe gì đấy? Xe chở dầu à? Xe chở dầu màu xanh à? Wow. Ôi, trong công viên này. Cái cả máy xúc kìa. Máy xúc đang hoạt động ở đây à? Wow, cái siêu nhân cho vào đây. Wow, được nhiều thế này. Wow. Ôi, siêu nhân đi. Đi đi siêu nhân. Đi. Ui, lại cái gì đấy? Wow, máy cẩu à? Phải không? Có phải xe máy cẩu không? Wow, được nhiều thế này. Wow. Wow, đi, đi nào. Con ơi. Con. Đi thôi. Đi 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 đi. Siêu nhân ơi. Nào siêu nhân. Cái gì đấy? Đâu? Đâu đâu? Wow. Ôi. Ôi. Xe ô tô. Ô tô chở cát à? Wow. Đi nào đi nào. Đi thôi. Mình đi săn nào. Đi săn tiếp nào. Ôi được nhiều thế. Wow, siêu nhân nào đi ơi. Đi thôi. Đi rồi, đi. Cái gì đấy? Đi. Ôi, con gì đấy nhỉ? Con này. Con ngựa à? Ôi, con ngựa. Con ngựa màu vàng. Con ngựa màu vàng. Wow. Con ngựa màu vàng. Đi thôi. Wow. Cái gì? Con gì đấy? Con cua. Con cua mà. Con cua này. Đâu? Con ốc sên này chết rồi. Đi thôi. Thôi mình đi nào. Đi đi đi. Đi 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 đi. Thôi được nhiều quá. Đi nào. Con ơi. Con.
Linh ơi. Ôi. Con gì đấy? Ô, con hổ à? Hổ. Wow. Ôi, lại còn có ốc sên nữa. Ôi, ốc sên đang ngủ ấy, thôi đi. Ốc sên để đấy đâu, ốc sên ngủ đi. Đi thôi, đi thôi. Đi đi đi, con đi đi. Bạn ơi. Này, con. Ôi. Sao? Ôi, khủng long này. Này, ôi, bạn ơi này. Này. Bạn ơi. Đi 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 đi. Ôi. Ôi, trong công viên có cả gà này. Ôi, con gà. Ui, con gà màu vàng. Ủa, con gà trống màu vàng đẹp thế nhờ. Đi thôi. Đi nào. Đi thôi, bạn ơi. Đi thôi. Đi, đi, đi. Gì đấy? Ôi, trứng này. Ôi, khủng long đẻ trứng. Wow. Ui, này, bạn ơi, nhiều nữa này. Ui, siêu nhân đi tìm một lúc. Được một đống đồ chơi rồi. Ờ, đi thôi. Đi thôi. Đi nào, siêu nhân ơi. Nào. Thôi đi, thôi đi. Ốc sên đây nào. Nào. Kìa. Con ơi, có con gì màu kia. Này, màu hồng này. Ui, con gì đấy. Con gì đây nhỉ. Con lợn à. Ui. Con gì đấy? Khủng long. Khủng long á? Ủa, khủng long gì? Khủng long ba sừng à? Khủng long. Ồ, khủng long một sừng ấy. Khủng long một sừng màu xanh đẹp thế. Wow. Thôi đi. Ốc sên. Phải ốc sên. Đâu? Ồ, con ốc sên nhỏ. Ốc sên nhỏ xíu à? Ốc sên hết rồi. Đi nào. Em. Đi. Con. Bạn ơi, siêu nhân ơi, đi thôi. Ui, đâu 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 đâu. Ui, con thỏ à, đâu xem nào. Wow. Ui, lại một chú thỏ nữa này. Ừ, đâu. Ốc sên đâu. Ốc sên, ốc sên chết rồi. Ốc sên đây hả? Đi siêu nhân, siêu nhân ơi. Đi thôi, đi thôi. Đi nào, đi nào. Nào xe, siêu nhân đâu, đi chạy nhanh lên nào. Ôi, con gì đấy? Ốc sên. Không phải ốc sên à? Siêu nhân ơi, siêu nhân. Này, này, này. Siêu nhân đang đi tìm ấy. Ơ, không phải ốc sên đâu. Con gì đấy? Con gì đây? Ốc sên. Wow. Ốc sên. Con này là con gì đây nhỉ? Con khủng long. Ui, ốc sên, ui, bẩn đấy. Ui, đi đi. Thôi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Nào, mình đi nào. Đi, đi quanh công viên nào. Đâu? Con đuôi nha. Con gì đấy? Con đuôi. Ồ. Con đuôi xem nào. Con đuôi. Đâu? Ờ. Con chuột màu trắng. Ôi. Chuột bạch, chuột bạch. Chuột bạch, chuột bạch. Nào, siêu nhân đi tìm gì đấy? Đi thôi. Đi nào. Ui. Con gì đấy? Wow. Ui. Wow. Con gì đấy? Con trâu. Con trâu màu nâu. Con nâu màu nâu. Oh. Wow. Nào. Đi thôi. Đi nào. Wow. Sẽ quay cảnh quanh công viên xem nào. Công viên đẹp thế nhờ. Có rất là nhiều cây. Rất là nhiều cây xanh ở xung quanh đây. Và những nhà cao tầng. Wow, đây có một chiếc xe đẹp thế nhờ. Ồ. Xe của ai đây bọn? Siêu nhân đâu? Xe của ai đi siêu nhân? Siêu nhân ơi! Siêu nhân! Này! Ồ, siêu nhân đang mải mê tìm các con vật. Nhớ không?
Thôi, đi nào. Ờ, bạn ơi. Thôi chúng ta kết thúc video ở đây thôi. Chào các bạn nào. Cô bạn. Tay đâu, nhìn ở đây nào. Đâu, bạn nhìn đây nào. Sư Nhân đâu rồi? Ồ, Sư Nhân đi tìm con ốc sên à. Ừ, Sư Nhân đi tìm ốc sên đi nhá. Thôi nhá. Chào các bạn nhá. Bye bye nhá. Bye tay à. Bye bye nè. Sư Nhân đâu? Sư Nhân không quan tâm nữa rồi, Sư Nhân lại đi rồi. Thôi, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Sư Nhân nhé. Bye bye. Sư Nhân chạy nào. Chạy đi.